Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 464. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 5 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, trường hàng Chủ Sơn Thần, xem từ câu thứ 5. Quang chiếu thập phương Chủ Sơn Thần, đắc dĩ vô biên công đức quang, phổ giác ngộ giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là Quang Chiếu Thập Phương. Trong danh hiệu chúng ta lại có thể thấy Bồ Tát quả thật là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, chẳng phân cõi đất, chẳng phân tộc loại, giáo hóa chúng sanh bình đẳng. Quang chiếu chính là giáo hóa, đặc biệt là bằng trí tuệ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nêu bày chỉ có 2 câu cho chúng ta, ý nghĩa rất hay. Si cố trường miên, duy phước trí chi năng gia. Đó là nói ra ý nghĩa của quang chiếu. Quang chiếu là gì? Là phước đức, là trí tuệ. Mười phương thế giới có rất nhiều chúng sanh mê hoặc. Sự mê hoặc này giống như giấc ngủ dài vậy, họ không tỉnh giác. Pháp môn mà Bồ Tát tu học là dĩ vô biên công đức quang. Vô biên là nói về lượng, vô lượng vô biên, chủ yếu là công đức. Là đem công đức của mình, chúng ta thường nói chung là gia trì chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh giác ngộ rộng khắp. Do đó có thể biết đây cũng là một vị thiện sư đạo đức, dùng thân giáo. Đây là điều rất đủ để cảm hóa con người. Xã hội mà chúng ta đối mặt hiện tiền, tai nạn dồn dập,
quan sát kỹ lưỡng tai biến của thế giới này, thiên tai nhân quả cứ từng năm càng nhiều hơn, cứ từng lần càng nghiêm trọng hơn. Đó đều là thiên nhiên rộng lớn đang cảnh cáo chúng ta. Tuyệt đối đừng cho rằng những tai hại thiên nhiên này chúng ta không có năng lực làm gì, chúng ta không biết làm sao, ấy là sai lầm. Mọi tai hại thiên nhiên đều gắn bó chặt chẽ với khởi tâm động niệm của chúng ta. Sao không có quan hệ được chứ? Các vị nếu lắng lòng bình tĩnh quan sát, trong đời sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chúng ta nghĩ xem có ảnh hưởng đến người bên cạnh ta không? Người nhà của bạn, hàng xóm của bạn, bằng hữu của bạn, người tiếp xúc với bạn, bạn quan sát kỹ xem có ảnh hưởng họ không? Có chứ. Lúc chúng ta có hứng thì họ cũng vui thích, lúc chúng ta không thích thì có vẻ như họ cũng không vui. Đó là ảnh hưởng người khác. Nếu chú ý một chút nữa thì bây giờ có rất nhiều người nuôi thú cưng trong nhà, nuôi cún con, mèo con, đó là thường thấy nhất. Chúng ta ở trong gia đình, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bạn quan sát cẩn thận xem có ảnh hưởng nó không? Những con vật đó hiểu tánh người, cũng biết xét lời xem mặt. Khi chúng ta thích, khi hoan hỷ thì nó giãy đuôi đến trước chúng ta. Khi không vui bực bội thì nhìn mặt không dễ coi, nó rụt rè chạy đi. Sao không ảnh hưởng chứ? Nếu quan sát chi ly hơn, hoa cỏ trồng trong nhà bạn, cho dù bạn ở trong nhà trọ, bạn vẫn nuôi trồng một số chậu cây nhỏ. Khi bạn vui thì bạn nhìn qua cỏ cây cối này. Khi bạn buồn, bạn thử nhìn những hoa cỏ cây cối này. Khi bạn tức giận, bạn nhìn kỹ hoa cỏ cây cối này, bạn thấy nó phản ứng như thế nào? Thế là chúng ta thật sự nhận biết được, chúng ta khởi tâm động niệm không chỉ ảnh hưởng đến mọi loài động vật mà cả thực vật. Đó đều là chân tướng sự thật. Chỉ trách chúng ta trong cuộc sống quá lơ là sơ ý, không cẩn thận, không quan sát kỹ lưỡng. Có một số đồng tu tu hành công phu có chút đắc lực, biết những tình huống này, họ có thể câu thông với những con vật nhỏ trong nhà. Những con vật nhỏ nào? Những con kiến, gián, ruồi, muỗi thường thấy trong nhà bếp, có thể câu thông, đừng giết nó, đừng oán hận nó, đối đãi xem nó như là bạn.
có thể cùng sinh hoạt một nơi với nó, không cản trở nhau. Những con vật nhỏ ấy, chúng còn nghe lời thật, có thể phối hợp thật. Có rất nhiều đồng tu nghe lời tôi nói, họ đi thử nghiệm, sau đó nói với tôi là hữu hiệu, không phải giả đâu. Tôi mua được căn nhà ở ngôi làng của Tô Quân Ba, Úc Châu. Khi vừa mới dọn sang, sâu bọ rất nhiều, nhất là lối từ cửa đi vào, kiến rất nhiều rất nhiều. Tôi không thường đi. Lúc ấy tôi để Pháp Sư Ngộ Khiêm sống ở đó. Tôi dạy Pháp Sư Ngộ Khiêm, tôi nói tôi thấy được công phu tu hành của bạn. Thấy từ đâu? Những con vật nhỏ này, nếu ngày ngày ít đi là bạn có công phu. Nếu vẫn đông, vậy chứng tỏ bạn tu hành chưa có công phu. Một mình ông ở trên núi bảo tôi mỗi ngày niệm kinh Vô Lượng Thọ 6 lần. Mỗi ngày bái Phật mấy trăm lần. Lại kinh hành niệm Phật nữa. Đem công đức hồi hướng cho những con vật nhỏ trên núi. Câu thông với động vật nhỏ. Hy vọng mỗi người chúng ta, ai có môi trường sống của người nấy, mọi người chúng ta ở cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Hoa cỏ cây cối vui vẻ tốt tươi. Động vật nhỏ dần dà rời khỏi nhà của chúng ta, chắc chắn không tổn hại. Vào cũng không đuổi nó đi, nói tốt với nó. Nó đến toàn là để kiếm đồ ăn thôi. Chúng ta biết nó đến kiếm thì mang vài món nó cần ăn đặt ngoài sân. Sau đó nó không vào trong nhà nữa. Lúc tình cờ có hai con kiến đến, chúng ta hiểu là nó đến đây chơi. Có thể hợp tác thật. Năm nay tôi lên núi xem, từ ngoài cửa đến lối vào nhà, kiến ít đi khoảng 80%. Tôi nói với Sư Ngộ Khiêm, ông tu hành khá lắm, có tiến bộ, còn phải dụng công. Hy vọng ngoài đường đi bộ, đường xe chạy đừng có kiến, để khỏi bị ngộ thương sanh mạng của nó. Nếu dùng ái tâm đối với nó, dùng từ bi tâm đối với nó, phải thường chăm lo đời sống ăn ở của chúng nó. Nó có linh tánh, có thể câu thông. Tại sao bạn không làm? Bạn có thành ý làm, thì cổ nhân Trung Hoa nói, lòng thành hết mực, vàng đá mở toang. Tâm chúng ta có cảm, cố nhiên Phật Bồ Tát có ứng. Những côn trùng nhỏ, kiến nhỏ này, ngay cả cây cối hoa cỏ cũng có cảm ứng. Chúng ta đối với nó tốt thì nó hồi báo tốt. Hoa nở đặc biệt đẹp, cỏ mọc đặc biệt xanh, cung cấp cho bạn thưởng thức. Mọi người chúng ta cùng nhau chung sống,
chúng ta yêu thương nó, chúng ta phải thường xuyên cúng dường nó. Nó có hồi báo, mỗi bên đều có ân đức. Bạn nói thế giới này tốt đẹp biết bao, không thể có oán hận, không được có đối địch, càng không được có ý nghĩ sát hại chúng sanh. Môi trường cư trú này là một khối an lành, đó là điều mắt chúng ta nhìn thấy được. Con mắt không nhìn thấy được, quỷ thần ngẩng đầu ba thước có thần minh. Không được nói chúng ta không nhìn thấy, khoa học không thể chứng minh thì không có. Chuyện mà khoa học không thể chứng minh rất nhiều, rất nhiều. Những gì khoa học hiện đại có thể chứng minh rất hữu hạn. Các nhà khoa học nửa thế kỷ trước với các nhà khoa học hiện nay, thế giới cảm quan đã khác nhau. Vì sao khoa học tiến bộ thời ấy không thể chứng minh, nhưng bây giờ có thể chứng minh? Các nhà khoa học của một thế kỷ trước đây đã lạc hậu rồi. Khoa học đang tiến bộ không ngừng, ngày nào đó tiến bộ đến mức có thể qua lại giao thông với quỷ thần. Còn chúng ta ngày nay, người ta nói không hợp khoa học, ha, không bị người đời sau chê cười sao? Tri thức khoa học của chúng ta quá hữu hạn. Các nhà khoa học hiện đại tin tưởng, không gian này là đa chiều. Thời nay nói lên điều này, không ai phản đối cả. Hơn nữa nói rất rõ ràng, chứng thực quả là có 11 loại chiều không gian khác nhau tồn tại. Hiện giờ chính là không biết cách gì để đột phá các chiều không gian khác nhau. Nếu có thể đột phá, có lẽ thiên địa, quỷ thần được nói trong tôn giáo và trong Phật Pháp, bạn sẽ nhìn thấy thật, có thể giảng lai với họ thật. Không gian sống của chúng ta được mở rộng. Chúng ta ngày nay đang sống trong không gian ba chiều, thể đột phá thì có thể sống trong không gian bốn chiều, không gian năm chiều, không gian sáu chiều. Phật gia không nói nhiều chiều, Phật gia nói 10 pháp giới. Có phải chỉ cục hạn 10 pháp giới? Không phải. 10 có nghĩa là viên mãn, nghĩa là cụ túc. Trong Phật Pháp nói pháp giới là vô hạn lượng. Nói cho nghiêm túc là mỗi người chúng ta ngày nay pháp giới đều khác nhau, không thể nào pháp giới của hai người lại giống nhau được. Đến khi nào mới giống? Thành Phật đã, Phật Phật đạo đồng. Không gian sống của Đẳng Giác Bồ Tát với Đẳng Giác Bồ Tát cũng khác nhau. Vì sao? Các ngài có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Phẩm sanh tướng vô minh này cũng có khác biệt, chẳng qua là đại đồng tiểu dị mà thôi. Nó vẫn có tiểu dị. Những việc này chúng ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta có thể nghĩ thông về lý. Song có lý ắt có sự, có sự ắt có lý, lý sự chẳng chia tách nhau. Chúng ta từ lý thì khẳng định
có sự này tồn tại. Tướng từ sự tồn tại thì chúng ta thấy rõ, chắc chắn là có đạo lý. Sự này phát sinh ra sao, diễn biến ra sao, chúng ta phải đối đãi với nó chính xác ra sao. Giáo học Phật Pháp chẳng qua như vậy mà thôi. Chúng ta đối mặt mười pháp giới, nói theo lời của khoa học gia là chúng ta đối mặt với các chiều không gian đa nguyên khác nhau, nên dùng thái độ như thế nào là chính xác. Sự tồn tại của thiên địa quỷ thần không thể phủ định. Những tin tức về thiên địa quỷ thần chúng ta có khi được nghe, thậm chí là trên báo, tạp chí, vật truyền bá trung gian thường có. Lần này tôi ở Đài Loan được 2 tuần. Đài Loan có một viên cảnh sát cao cấp, ông rất quan tâm, chọn những sự thật được đăng trên báo chí, tạp chí 20-30 năm gần đây nhất, ông đều cắt xếp lại. Ông bảo tôi có mấy trăm bài thường hay có những tin tức về quỷ thần. Tôi nói ông cho tôi xem. Ông mất thời gian 2 ngày chọn lọc hơn 70 bài được mọi người biết đến. Hễ nhắc với người cư trú ở Đài Loan, đại khái đều biết cả những tin tức trọng đại này. Có tin về quỷ đạo, có tin về địa ngục, có quỷ thần, có người chết thình lình tìm về người nhà họ hàng, có người bị mưu sát tìm cảnh sát để báo thù cho họ. Chúng ta không nhìn thấy các chiều không gian khác nhau mà chúng ta đang sống. Họ có thể nhìn thấy chúng ta, chúng ta không nhìn thấy họ. Không thể nói không nhìn thấy là không có, không thể nói không nghe thấy là không có. Căn tánh của chúng ta rất chậm lục, mắt chúng ta có thể nhìn thấy là nhờ thể trung gian nào? Ánh sáng. Nói thực tại thì mắt chúng ta rất đáng thương, trong rất nhiều các sóng quang khác nhau chúng ta chỉ có thể thấy một mảng. Sóng quang dài hơn không nhìn thấy, sóng quang ngắn hơn cũng không nhìn thấy. Tai cũng là như thế. Sóng âm mà chúng ta nghe, âm cao hơn không nghe được, âm thấp hơn cũng không nghe được, sóng dài sóng ngắn nghe không được. Nhưng chúng ta nhờ công cụ khoa học thăm dò, quả thực là có những âm thanh chúng ta không nghe được. Sóng quang mà chúng ta không thấy được, như X quang chúng ta không nhìn thấy, tia tử ngoại chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta dùng công cụ có thể thăm dò ra, nó có tồn tại thật. Giả như chúng ta có một ngày đều nhìn thấy được các loại sóng quang này, chúng ta sẽ cảm thấy thế giới sinh hoạt hiện tiền
thay đổi. Các loại âm thanh đều nghe thấy được thì bạn cảm thấy thế giới này khác đi rồi. Hiện tại thân thể của chúng ta có vẻ như là một cái máy thu âm. Máy thu âm này rất kém, chỉ có thể thu được một kênh, những kênh khác đều không thu được. Ngộ nhận rằng chỉ có một kênh này chứ không có kênh nào khác nữa. Máy thu âm này có trục trặc, ngày nào đó sửa chữa tốt rồi nó đều thu được các kênh, mới biết là không chỉ có kênh này. Chúng ta vốn dĩ rất linh, sóng quang như thế nào mắt đều tiếp thu được, sóng âm như thế nào tai chúng ta cũng có thể tiếp thu được. Hiện giờ trục trặc rồi. Trục trặc này là gì? Phật pháp nói là nghiệp chướng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại, kiến từ trần sa vô minh chướng ngại. Phật nói cho chúng ta, bạn chỉ cần đoạn dứt chướng ngại thì năng lực của bạn được khôi phục. Trong kinh Phật giảng rất rõ ràng, có thể đoạn dứt kiến tư phiền não thì mắt của chúng ta có thể nhìn thấy lục đạo, tai của chúng ta cũng có thể nghe được lục đạo. Sáu cảnh giới này, sáu chiều không gian khác nhau đột phá rồi. Tiến thêm nữa, đoạn dứt luôn trần sa phiền não thì năng lực khôi phục của bạn cao lên. Bạn có thể nhìn thấy tứ thánh pháp giới, bạn có thể nghe được tứ thánh pháp giới. Ngay ở chỗ này, không cần di động, mười pháp giới y chánh trang nghiêm thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng. Năng lực của ta khôi phục. Nếu tiến thêm nữa, vô minh phiền não cũng phá mấy phần là tốt rồi. Tình hình trong nhất chân pháp giới bạn cũng thấy rõ luôn. Chuyện mà chúng ta không biết quá nhiều, nguyên nhân là gì? Nghiệp chướng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nghiệp chướng. Kiến tư trần sa vô minh là nghiệp chướng. Chúng ta rất không may dính mắc những thứ này. Những thứ này vốn dĩ không có. Chúng ta mê rồi, những thứ này mới hiện tiền. Giống như hít thuốc phiện, không cai ngừa được, rắc rối lỡ đó. Phật Bồ Tát dạy chúng ta điều gì? Là giúp đỡ chúng ta cai độc, khôi phục sức khỏe của chúng ta. Sức khỏe khôi phục rồi thì trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đủ trong tự tánh của chúng ta khôi phục hết thảy. Các chiều không gian trong mười pháp giới y chánh trang nghiêm đột phá thì không gian sinh hoạt của chúng ta mở rộng, khôi phục được mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ sanh ra mà Thiền Tông đã nói. Đại khai viên giải mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Vấn đề xuất thế gian như thế nào đến trước mặt bạn đều hóa giải được. Chúng ta rất hy vọng khế nhập cảnh giới này. Bồ Tát ở đây dạy chúng ta
Vì sao chúng ta trở nên kém thế này? Ngu si. Ngu si là nguyên nhân căn bản. Tham sân si trong phiền não. Thì tham sân mặc dù rất mãnh lợi nhưng dễ đoạn. Ngu si rất khó đoạn. Trong kinh Phật nêu ví dụ như các ngó sen. Ngó sen đứt còn dương tư. Ngó sen quả thật cắt đứt rồi, nhưng móc lại nó sẽ dương tơ kết lại, tơ không dễ chặt đứt. Đoạn ngu si giống như cắt ngó sen vậy. Tham sân mặc dù giống như sắt thép, nhưng đoạn hết cả được, nó sẽ không kết lại. Ngược lại dễ đoạn, si khó đoạn. Vọng tưởng là si. Si phiền não. Vô minh là thuộc về si. Si phải dùng thứ gì để đoạn? Phải dùng trí tuệ. Tham sân có thể hàng phục bằng định. Định công phủ tham sân phiền não. Có công phu thiền định thẩm thâm có thể khiến tham sân phiền não vĩnh viễn sẽ không khởi hiện hành. Nhưng si thì không được. Si nhất định phải dùng trí tuệ giác ngộ. Nhưng trong ngạn ngữ còn có một câu nói rằng phước chí tâm linh. Phước báo con người hiện tiền, rõ là họ bỗng nhiên thông minh lên. Do đó có thể biết phước cũng có thể khơi lên trí tuệ. Phước này phước là phước báo. Trong phước có đức mới được. Trong phước không có đức thì chúng ta thông thường nói là phước báo. Phước báo không được. Phước báo lớn đi nữa, nhưng tâm của bạn chẳng linh. Hay nói cách khác, trí tuệ của bạn vẫn không thể hiện tiền. Có thể hiện tiền gọi là thế trí biện thông. Tuy thông minh nhưng vẫn cứ không khỏi tạo nghiệp. Duy có trí tuệ chân thật không tạo nghiệp. Trí tuệ chân thật có thể đoạn tham sân si. Ấy là đoạn thật. Chuyển tham sân si làm giới định tuệ. Cho nên tham sân si với giới định tuệ là cùng một thể tánh. Khi giác ngộ chính là giới định tuệ. Khi mê hoặc thì là tham sân si. Mê rồi, giới định tuệ chuyển biến thành tham sân si. Giác ngộ rồi, tham sân si lại chuyển biến thành giới định tuệ. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải biết làm một cuộc chuyển biến. Chuyển biến nhất định ngay trong đời sống. Mọi điều tu di không lìa ngay bây giờ. Ngay bây giờ chính là đời sống. Mặc áo ăn cơm, đãi người tiếp vật, khởi tâm động niệm là một sự chuyển biến trong chỗ khởi tâm động niệm. Thật sự giác ngộ thì thế giới này tốt đẹp.
Thế giới này hiện tiền chính là hoa tạng, chính là cực lạc. Giác ngộ đích thực không giả chút nào. Mọi loài hữu tình đều là chư thượng thiện nhân. Chúng ta dùng thiện tâm đối cảnh giới thì cảnh giới là thiện. Tại sao? Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta dùng thiện tâm nhìn tất cả hữu tình thì tất cả hữu tình nào có bất thiện đâu. Ta dùng tâm Phật nhìn tất cả hữu tình thì có hữu tình nào không phải là Phật? Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Đạo nghiệp của chúng ta thành tựu không phải ở bên ngoài mà là ở nội tâm. Vì sao? Tâm có thể hiện, có thể biến. Cảnh giới bên ngoài là tâm sở biến, là tâm sở hiện. Toàn bộ công phu tu tập trong Phật Pháp gọi là nội học, tâm địa công phu. Điều này quan trọng lắm. Tâm ngoại cầu Pháp, Đức Thế Tôn gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo không phải cười chê người khác, không phải đâu. Định nghĩa ngoại đạo của Phật gia là tâm ngoại cầu Pháp. Chúng ta là đệ tử Phật, nếu chúng ta cũng tâm ngoại cầu Pháp thì chúng ta trở thành ngoại đạo. Phật Bồ Tát tuyệt đối không tác ý ở ngoại cảnh, làm công phu ở nội tâm. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ác cần phải khôi phục tâm tánh của mình đến thuần tịnh, thuần thiện. Như trong kinh Phật đã nói, bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Chúng tôi cũng chen vào câu này: bất dung hào phân, bất tịnh giáp tạp. Tâm phải thanh tịnh, thuần thiện, thuần tịnh. Thuần tịnh thuần thiện chính là chân tánh của mình, là chân tâm của mình. Trong đó có đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Cho nên trí tuệ, đức năng, tướng hảo phải cầu từ trong tự tánh, đừng cầu bên ngoài. Bên ngoài không có đâu. Bên ngoài là sở biến, năng biến là tâm của ta thuần tịnh thì biến ra pháp giới thuần tịnh. Tâm của ta thuần thiện thì biến ra pháp giới thuần thiện. Tóm lại, bạn phải tìm được căn nguyên, bạn mới có thể chân chánh cải tạo vận mạng, chuyển biến tạo hóa. Bạn thấy rõ đạo lý, phải hiểu được phương pháp thì chúng ta mới có thể sống như cuộc đời của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Lại xem đoạn tiếp theo. Đây là đoạn thứ 6. Đại lực quang minh chủ sơn thần, đắc năng tự thành thuộc, phục lệnh chúng sanh, xả ly ngu mê hạnh, giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát với pháp môn mà Ngài tu học
nhất định là tương ứng đại lực quang minh. Nếu không có đại lực thì không thể thành vô thượng đạo. Cũng tức là nói, không có đại lực thì không thể đoạn tham sân si. Không có đại lực thì không thể buông xuống tự tư tự lợi. Đó là điều tôi nói với các đồng học. Căn bản của phiền não, căn bản của căn bản, chính là tự tư tự lợi. Không thể không buông xuống, không thể không từ bỏ. Nếu bạn không buông xuống, không từ bỏ, thì cả đời bạn tu hành chắc chắn là bỏ uổng. Bất luận bạn tu thế nào, tu tốt đi nữa, tinh tấn nỗ lực đi nữa, thì điều bạn tu được là phước báo hữu lậu trong tam giới. Không một chút tương quan gì với việc bạn liễu sanh tử thoát tam giới. Vì sao? Tam giới lục đạo trong kinh Phật mặc dù nói vô lượng nhân duyên, vô lượng nhân duyên tóm lại có cái đầu. Trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân duyên quan trọng nhất. Nhân duyên quan trọng này là gì? Phật nói cho chúng ta là ngã chấp. Các vị nghĩ xem, hiện tượng ngã chấp rõ rệt nhất chính là tự tư tự lợi. Buông xuống tự tư tự lợi là tiền phương tiện để phá ngã chấp. Hay nói cách khác, nói tiền phương tiện mọi người dễ hiểu là công phu dự bị để phá ngã chấp. Điều này mọi người dễ hiểu. Chúng ta muốn phá ngã chấp thì hạ thủ từ đâu? Hạ thủ từ đây trước. Có thể buông xuống tự tư tự lợi thì ngã chấp có thể nói mặc dù chưa đoạn nhưng đã khỏi 6-7 phần. Lại nâng cao hướng thượng công phu lên thì không khó. Tóm lại bạn có tiến triển đấy. Nếu ý niệm tự tư tự lợi không thể buông xuống thì một mảy một phần tiến triển bạn cũng không có. Bạn có thể thành tựu gì đây? Tu Đà Hoàng trong Pháp Tiểu Thừa không đạt được. Bồ Tát Sư Tín Dị trong Pháp Đại Thừa, 51 vị thứ Đại Thừa là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 51 vị thứ. Vị thứ đầu tiên giống như đi học vậy, 51 lớp. Lớp 1 bạn cũng không có phần. Chúng ta phải cảnh giác được. Mỗi vị đồng tu trong tòa, các vị không phải mới tiếp xúc Phật Pháp một đời một kiếp này, nếu nói là một đời một kiếp này thì các vị đâu có thiện căn phước đức nhân duyên lớn vậy chứ. Không thể nào. Bạn có thể tiếp xúc đại pháp vô thượng của Như Lai,
nhân duyên rất sâu. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp tu học, thiện căn phước đức nhân duyên mà vô lượng kiếp tu thành. Kiếp này chúng ta được thân người không khó, lại gặp được Phật Pháp. Thời gian lâu, biết bao nhiêu tu hành. Trong quá khứ, vì sao ngày nay vẫn trở nên như thế này? Điều đó chúng ta có thể thể hội từ trong ví dụ. Như chúng ta tham gia một cuộc thi, mỗi năm đều đi thi, mỗi lần thi đều không đậu, đều không được chấp nhận. Là như thế đấy. Vì sao không đậu? Không được người ta thu nhận bạn vào tiểu học, để bạn học lớp 1. Điều kiện chấp nhận là gì? Phải buông xuống. 18 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Kiến hoặc đầu tiên là thân kiến. Đầu tiên trong kiến tư phiền não. Thân kiến không có, thì sau đó còn có biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Năm loại kiến này, cái đầu tiên chúng ta không phá nổi thì cái sau không cần nói. Cho nên tư cách vào lớp 1, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không có khả năng giành được. Trong một đời này chúng ta lại gặp Phật Pháp. Trong một đời này bạn có cần buông xuống không? Nếu quả là bạn minh bạch chịu buông xuống, thì trong một đời này bạn giành được. Lần thi này ta đậu, ta có thể đi học. Thân kiến chính là chấp trước thân này là ngã. Chúng ta nói rõ hơn một chút là tự tư tự lợi. Đại thừa với tiểu thừa tu hành quả thật là khác nhau. Tiểu thừa đoạn khó, đại thừa không bảo bạn đoạn, dạy bạn chuyển ý nghĩ. Bây giờ bạn có thân, thân chẳng ngại sự, sự sự vô ngại là trong Kinh Hoa Nghiêm giảng. Vấn đề nằm ở đâu? Chuyển được ý nghĩ. Thân của ta đi đến thế gian không phải là hưởng phước. Hay nói cách khác, không phải là thọ báo. Chuyển được ý nghĩ này là lợi hại. Người bình thường đều không tài nào thoát khỏi vận mạng. Các vị đọc Liễu Phàm Tư Quấn thì sẽ hiểu được. Miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Dân Cốc Thiền Sư giảng hay lắm. Con người đều có ý nghĩ, đã có ý nghĩ thì bị số trói buộc. Bạn không thoát khỏi số, bạn không thoát khỏi trong mạng chú định. Nếu bạn là vô niệm thì số không thể ràng buộc bạn, bạn siêu việt được rồi. Nhưng có người nếu vô niệm, nói sao dễ thế?
Làm không được điều này đâu. Đại thừa Phật pháp có phương pháp vô cùng xảo diệu. Đừng đoạn niệm mà chuyển nó đi. Khi mê thì niệm niệm vì mình, khi ngộ thì niệm niệm vì chúng sanh. Khi mê thì thân của ta đi đến thế gian để làm gì? Để thọ báo, hưởng thụ quả báo thiện ác của kiếp trước. Thọ báo thiện đời trước làm thì đời này đến hưởng phước, ác đời trước gây thì đời này đến thọ tội. Phật nói hay lắm, đời người trả nghiệp, đền trả những nghiệp báo bạn đã tạo trong đời quá khứ. Người thông minh chuyển được, ta không thọ báo, ta cũng không phải đến hưởng phước, ta cũng không phải đến thọ tội. Đến để làm gì? Đem thân này phụng hiến cho tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Sự chuyển này là chuyển phàm làm thánh, chuyển mê làm ngộ, chuyển đổi triệt để số mạng của bạn. Hôm qua tôi nói một câu, Mao Trạch Đông nói là vì nhân dân phục vụ, nhưng vì nhân dân phục vụ thì nghiệp của chúng ta không chuyển được. Vì sao? Quá nhỏ. Phải như thế nào? Vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh khu vực của ta phục vụ, chúng ta vẫn không chuyển được. Vì quốc gia của ta, vì toàn thể trái đất cũng không được. Quá nhỏ. Cách nghĩ nên là thế nào? Vì tận hư không, biến pháp giới, hết thảy mọi chúng sanh phục vụ, thì bạn chuyển được thật. Thân của ta là công cụ, là công cụ vì tận hư không, biến pháp giới, hết thảy mọi chúng sanh phục vụ. Hay nói cách khác, hư không pháp giới, chúng ta thông thường nói là chính pháp giới, mười pháp giới. Chúng sanh trong mười pháp giới có phước, công cụ này rất tốt. Vì sao? Họ cần sử dụng. Chúng sanh mười pháp giới ha, có thể vô phước, phước quá lớn chứ. Chúng sanh lục phàm chúng ta tạo nghiệp không có phước. Lục phàm tạo nghiệp, nói láo thật thì tạo nghiệp là trời dục giới trở xuống. Trời sắc giới không tạo nghiệp, trời vô sắc giới không tạo nghiệp, tứ thánh pháp giới không tạo nghiệp. Cộng trừ nhân chia tính lại thì không tạo nghiệp thì nhiều, tạo nghiệp ít. Hay nói cách khác, phước báo siêu diệt cả bất thiện báo, ha, có thể dù phước. Phước đức trí tuệ tự nhiên hiển tiện thì số mạng liền chuyển được ngay. Các vị biết rằng có biết bao nhiêu người, nhất là khi thời vận suy, đi xem tướng bói mạng, tìm người xem phong thủy để sửa vận mạng, tốn biết bao nhiêu tiền oan uổng mà vô hiệu. Bạn đến tìm tôi cho bạn một thứ có hiệu quả lớn, không thu một đồng tiền nào của bạn. Đó là thật. Tôi nói khẳng định, không hề có một mảy may hoài nghi nào. Tại sao tôi tin tưởng như thế? Chính tôi đã chuyển được vậy. Tôi là tấm gương sống sờ sờ ra đây. Các vị có thể thường có cách nghĩ của tôi, có cách niệm của tôi, có cách làm của tôi. Các vị sẽ chuyển được giống như tôi. Nhìn thấu buông xuống,
đó là nhân, đó là công phu. Tự tại tùy duyên là quả báo. Đời sống chúng ta được tự tại biết bao. Xử sự đãi người tiếp vật tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên này chính là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện đã nói: hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Từ sáng đến tối cứ hoan hỷ. Sự hỷ duyệt ấy là sanh ra từ nội tâm chứ không phải kích thích bên ngoài. Không tương can với kiến văn giác tri. Câu đầu tiên của Phu Tử trong bộ Luận Ngữ nói: học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt ấy là sanh ra từ nội tâm vậy. Không phải nói bên ngoài có hỷ sự, không phải đâu. Ấy không phải là chân lạc. Hỷ duyệt sanh ra từ nội tâm mới là chân lạc. Thường xuyên giữ gìn, một giờ một khắc cũng không để mất, thì bạn có thể giữ 3 năm, 5 năm là bạn nhập cảnh giới rồi. Khế nhập cảnh giới chính là Phật môn thường tục xưng nói là chứng quả. Bạn sống đời của Phật Bồ Tát không phải Phật Bồ Tát bình thường đâu, là đời sống của Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta không phải là không thể làm, có thể. Nếu không thể thì pháp môn này Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn không nói. Tại sao? Nói là có lỗi với chúng sanh. Nói lời dụ ngọt, nói điều bạn không làm được. Hay nói cách khác, tất cả pháp mà Phật đã nói ở thế gian này đều là điều người thế gian này có thể làm được. Vấn đề là bạn không chịu làm. Bạn không chịu buông xuống tự tư tự lợi, thế thì còn cách gì chứ? Sư phụ dắt vào cửa, tu hành ở cá nhân. Phật là sư phụ chúng ta, dùng kinh điển dẫn chúng ta vào cửa. Vào cửa có thể được thọ dụng không? Thì phải cậy vào chính mình. Ngài Thanh Lương giảng tín giải hành chứng, sư phụ giúp chúng ta tín giải hành chứng là chuyện của bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta không thể y giáo phụng hành thì không thể khế nhập cảnh giới. Bản thân phải chịu trách nhiệm. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Chủ Sơn Thần, câu thứ 7: Uy Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần, đắc bạc nhất thiết khổ, sử vô hữu dư giải thoát môn. Chúng tôi đọc tiết kinh văn này, thực tại nói là có cảm khái vô cùng. Vì thế gian của chúng ta hiện tại chúng sanh quá khổ, gặp phải tai nạn lớn. Lời tiên tri xưa nay trong ngoài đều cảnh báo tai nạn ngày tận thế. Chúng tôi thường xem thấy trong truyền thông ngoại quốc,
lại xem tình trạng xã hội hiện tiền. Từ truyền hình vệ tinh Internet, tin tức mỗi ngày truyền đến toàn là tai biến cả. Người sống trên đời, bất luận giàu sang nghèo hèn, thân tâm đều bất an, sống trong nỗi hoảng sợ. Chúng ta nghĩ xem, đó là sống những ngày gì? Từ xưa đến nay, trong lịch sử không tìm thấy loạn thế nào như ngày nay. Thời xưa có nơi nào động loạn thì vẫn có chỗ tránh né được. Bây giờ vì khoa học kỹ thuật phát đạt, không có nơi nào có thể ẩn náu được, tìm không được nơi lánh nạn. Có vài người nói tai nạn đến, ta đi về đâu? Sống dưới lòng đất. Nếu một cơn động đất đến phải làm sao? Dưới lòng đất cũng không an toàn, dưới đất chưa chắc an toàn hơn mặt đất, không có đường nào đi hết. Cho nên hồi trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, trước khi giảng sanh một ngày, đã dặn các học trò bên cạnh mình rằng thế gian này có tai nạn lớn. Chư Phật Bồ Tát, thần tiên đến giáng thế cũng không cứu nổi. Chúng tôi cẩn thận suy nghĩ lại lời của Lý lão sư, lại nhìn thấy cục diện của Đài Loan hiện nay, thật là được lão nhân gia ngài nói trúng. Thần tiên Phật Bồ Tát đến cũng không cứu nổi. Ngài bảo những học trò như chúng tôi, một con đường sống duy nhất, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lời Lý lão sư nói có thể hướng dẫn cho chúng sanh khổ nạn toàn thế giới. Thật sự là đến cục diện này, quá khứ đã từng có một số nhà truyền thông đến phỏng vấn tôi. Tôi cũng nói cho họ rằng ngày nay người có thể cứu vãn tai nạn thế gian là ai chứ? Chúng ta ở đây đọc được Uy Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần. Trên thế giới này người nào là Uy Quang Phổ Thắng? Ngài có thể cứu vớt chúng sanh khổ nạn toàn thế giới. Ngài có năng lực hóa giải kiếp nạn này. Người đó là người nào? Người lãnh đạo quốc gia. Họ có thể thay đổi chính sách, có thể thay đổi cách nghĩ và cách làm của họ. Đừng lo cho lợi ích của quốc gia mình nữa. Nếu bất kỳ chính sách nào cứ sẽ có phù hợp với lợi ích của quốc gia mình hay không, cân nhắc ý không được.
không thể cứu vãn kiếp nạn của chúng sanh, nên cân nhắc ra sao. Chính sách này có phù hợp cho lợi ích của toàn thế giới, toàn nhân loại không? Phải nghĩ thay quốc gia khác, phải nghĩ thay tộc quần khác, phải nghĩ thay mọi nhân quần của các nền văn hóa khác nhau, các tôn giáo khác nhau. Tâm lượng lớn, có một lãnh tụ quốc gia đến đề xướng như vậy, chúng tôi tin có rất nhiều lãnh tụ quốc gia cũng sẽ có hồi ứng. Bạn sẽ được nhân dân toàn thế giới ủng hộ. Đó là người đại oai đức, họ có thể cứu thế. Hoa Kỳ là một nước lớn, nhưng chúng tôi thường xem trên tin tức thấy một chính sách của họ, câu đầu tiên cứ nói có phù hợp với lợi ích của người Mỹ không? Nếu họ có thể sửa lại rằng có phù hợp với lợi ích của nhân loại toàn thế giới không, thì Hoa Kỳ sẽ là lãnh tụ của con người thế giới. Nâng lãnh tụ của Hoa Kỳ lên, có ai không phục? Có ai không tôn trọng quý mến? Nếu chỉ là phù hợp lợi ích của nước Mỹ, thì người quốc gia khác chúng ta nghe đến lạnh lòng. Phù hợp lợi ích của họ chứ không phù hợp lợi ích của tôi. Chúng tôi nghe đến câu nói này thì lạnh lòng buồn bã. Trong khoảng một niệm này, ngoài ra còn có một loại người cũng là đại thần Uy Quang Phổ Thắng. Là người nào? Người chủ đạo truyền thông, sếp của công ty truyền bá. Ông dùng truyền hình vệ tinh truyền bá, dùng mạng internet truyền bá 24 giờ, không ngừng hoằng dương chánh pháp, khuyên nhủ rộng khắp tất cả chúng sanh quay đầu giác ngộ. Thì thế giới này có thể được cứu. Mọi điều khổ của chúng sanh đến từ đâu? Khổ từ mê hoặc điên đảo. Do bởi mê hoặc điên đảo nảy sinh rất nhiều cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm. Khổ đến từ đây. Căn nguyên của nó không nằm ngoài lợi ích của chính mình. Chúng ta khởi tâm động niệm, cứ có phù hợp lợi ích của tôi không? Có phù hợp lợi ích của nhà tôi không? Có phù hợp lợi ích của công ty tôi không? Thế là không được rồi. Lợi ích của ta với lợi ích của họ khác nhau thì dấy lên xung đột. Xung đột không thể hóa giải, chắc chắn biến thành đấu tranh, cuối cùng biến thành chiến tranh. Ngày nay do khoa học kỹ thuật phát đạt, giao thông nhanh lẹ, rất nhiều người đều nói đã trở thành một thôn, thôn địa cầu. Đây là một quan niệm tốt. Đã biết là chúng ta cùng sống chung trong một thôn, thôn của chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau, phải yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau.
Giả như chúng ta cùng sống trong một thôn trang này mà chúng ta mỗi bên đối lập, bạn nghĩ xem có bình an không? Còn sống những ngày lành hay sao? Thật sự muốn sống những ngày lành thì con người sống trên địa cầu này phải nên giác ngộ, chắc chắn phải tôn trọng lẫn nhau, không được kỳ thị, phải kính mến lẫn nhau, không được đối địch, phải tin cậy lẫn nhau, không được hoài nghi, phải hợp tác lẫn nhau. Thế giới này là tốt đẹp, kiếp dẫn này sẽ quá giải. Biến ngày tận thế thành một ngày lễ thế giới phồn vinh hưng khởi. Cho nên mấu chốt là ở trong khoảng cách một niệm giác mê của tất cả chúng sanh. Người chủ đạo truyền thông là Uy Quang Phổ Thánh Đại Thần. Xem họ dẫn dắt thế giới này hướng đến nơi nào. Nếu họ dẫn dắt hướng đến hạnh phúc hòa bình thì họ là Phật Bồ Tát, họ là chân thần. Nếu họ dẫn thế giới hướng đến quỷ diệt thì họ là Ma Dương, họ là A-tu-la, là La Sát. Họ đến quỷ diệt thế giới này. Sự tình này đại khái đã nói lên hồi hơn 30 năm trước rồi. Khi chính phủ Đài Loan đề xướng phục hưng văn hóa Hoa Hạ, phục hưng văn hóa Trung Hoa, dấy lên phong trào này. Có một ngày có ba quan viên Bộ Giáo dục đến thăm tiên sinh phương Đông Mỹ. Ngày ấy đúng lúc tôi cũng có ở đó. Tôi nghe ba vị quan viên đó thỉnh giáo với Phương lão sư rằng chính phủ hiện tại đề xướng phong trào phục hưng văn hóa Trung Hoa. Hỏi Phương lão sư có ý kiến gì có thể giúp cho họ. Sau khi Phương lão sư nghe xong, thái độ hết sức nghiêm túc, ít nhất có 5 phút không nói câu nào. Sau hồi qua 5 phút, Phương tiên sinh buộc miệng nói có. Thứ nhất, phải đóng cửa đài truyền hình của Đài Loan. Điện đài cũng phải đóng cửa. Báo chí tạp chí nhất loạt đình sang. Những quan viên ấy nghe xong đều há mồm: lão sư, không làm được đâu. Phương lão sư nói tiếp: những thứ này đang hàng ngày phá hoại văn hóa Trung Hoa. Nếu anh không dẹp bỏ hoàn toàn những thứ phá hoại văn hóa Trung Hoa ấy đi mà muốn phục hưng thì làm không được. Tôi nghe lời của Phương lão sư thật là nói trúng tim đen rồi. Sau đó Phương tiên sinh nói: truyền thông là tốt, nó không có tội. Truyền hình quảng bá vô tuyến điện không có tội, báo chí tạp chí cũng không có tội. Tội nằm ở nội dung.
nội dung trái ngược 180 độ với văn hóa vốn có của Trung Hoa. Công cụ tốt biết bao mà các vị lợi dụng thật không tốt. Tiết mục quảng bá truyền hình hiện nay dạy điều gì? Dạy người sát đạo dâm vọng, dạy người không điều ác nào không làm. Xã hội ngày nay tự hứng quả báo. Tai nạn đến từ đâu chứ? Tai nạn đến từ đây. Đó là căn nguyên của tai nạn. Cuối cùng khi họ muốn chia tay, Phương Tiên Sinh nêu ra một cảnh báo hết sức thận trọng. Nước Mỹ là nước lớn số một trên thế giới. Tương lai nước Mỹ diệt vong thế nào? Nhân tố đầu tiên làm Mỹ mất nước là ở truyền hình. Ông bàn giao với các quan viên Đài Loan ấy: các vị phải cẩn thận, nội dung của truyền hình Đài Loan còn chưa tệ giống như Hoa Kỳ đâu, hiện tại đã trở nên xấu dần dần thôi. Lời Phương Tiên Sinh nói đúng lắm. Cảnh báo đưa ra 30 năm trước. Hiện giờ tiết mục truyền hình Đài Loan không kém cảnh gì nước Mỹ, có khi vượt hơn cả Mỹ. Dứt khoát không thể xem. Không những là tiết mục nghệ thuật tổng hợp không thể xem, quảng cáo không thể xem, mà ngay cả tin tức cũng không thể xem. Phương Tiên Sinh nếu còn sống đến ngày nay, tôi không biết ông sẽ sống những ngày thế nào. Truyền thông có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể cứu vãn thế giới. Tiết kinh văn này tôi giảng đến đây thôi, các vị nên nhìn rõ được ý nghĩa. Lại xem câu thứ 8: Di mật quang luân chủ sơn thần, đắc diện giáo pháp quang minh, hiển thị nhất thiết Như Lai công đức giải thoát môn. Di mật quang luân, đức hiệu của Bồ Tát hàm nghĩa rất sâu. Từ trong đức hiệu chúng ta thể hội được Bồ Tát đối với chúng sanh từ bi thế ấy, ái tâm, trí tuệ, phương tiện thiện xảo thế ấy. Ngài đến thúc đẩy chánh pháp, diễn giáo pháp, quang minh hiển thị nhất thiết Như Lai công đức. Câu nói này nếu chúng ta hỏi làm sao hiển thị nhất thiết Như Lai công đức. Công đức của tất cả Như Lai, các vị phải hiểu, đó chính là công đức vốn đủ trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Như Lai tại giác chẳng mê, công đức của Ngài hiện tiền hết thảy. Chúng sanh tuy có Như Lai tạng, nhưng mê mà chẳng giác. Cho nên di mật sơn thần Ngài không từ nhọc nhằn vì chúng ta diễn giáo. Diễn là biểu diễn, đem thân làm chuẩn mực cho chúng ta thấy
làm gương ra cho chúng ta xem, để chúng ta thấy nghe hiểu biết, thì giác ngộ. Ngài đã thể hiện điều gì? Công đức của tất cả Như Lai. Nếu nói trong kinh giáo, đó chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Nói như thế mọi người dễ dàng minh bạch, đem đạo lý được giảng, phương pháp được nói, cảnh giới được nói trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chúng ta làm trọn hoàn toàn. Đạo lý của nó biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta. Mọi lời dạy trong kinh điển biến thành đời sống hành vi của chúng ta. Cảnh giới tốt đẹp đã giảng trong kinh biến thành hưởng thụ của chính chúng ta. Làm trọn toàn bộ, đó là diện giáo của thần Di Mật Quang. Phật ở trong bộ kinh này, bộ kinh này lớn, kinh văn dài, lý với sự nói vô cùng tế mật, cho nên đức hiệu của Ngài gọi là Di Mật. Không gì chẳng bao, thật là bao la vạn tượng. Như xã hội hiện tiền của chúng ta, như một trường đại học, đại học hoàn toàn các khoa ngành đều đủ hết cả. Nói thực tại thì pháp môn được mở trong kinh Hoa Nghiêm còn tập trung nhiều hơn cả mọi khoa ngành trong trường đại học toàn thế giới. Những thứ trường học thế gian không học được, nên có là có hết. Từ đời sống thường nhật cá nhân đến việc đoàn kết các tộc quần, tôn giáo, quốc gia trên toàn thế giới cùng chung sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, những đạo lý phương pháp này có hết trong đó. Khi tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phương lão sư đối với kinh Hoa Nghiêm tán thán tột cùng. Ông nói đây là bộ khái luận triết học tốt nhất toàn thế giới. Bảo tôi tu học Phật pháp là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Cuối đời ông ngày ngày đọc tụng Hoa Nghiêm. Ở lớp tiến sĩ trường đại học phụ nhân, mở triết học Hoa Nghiêm. Đối với bộ kinh điển này, đích thực là năm dốc sát đất, tôn sùng hết mực. Cho nên chúng tôi mới nói là chúng tôi mới tiếp xúc với Phật pháp đã chịu ảnh hưởng của Phương lão sư. Trong tất cả kinh luận, tôi đặc biệt thiện cảm, có sự yêu thích đặc biệt. Với Hoa Nghiêm,
tôi cũng kể ra là rất xứng đáng với ông. Tôi nối bước theo ông, cũng thâm nhập bộ Đại Kinh này, để bộ Đại Kinh này chúng ta nói theo lời cạn là hướng dẫn chúng ta có cách nghĩ, cách nhìn đối với vũ trụ nhân sinh, hướng dẫn một đời ta nên sống như thế nào. Nói sâu hơn một tầng nữa là làm sao biến cảnh giới Hoa Nghiêm thành cảnh giới thực tế của chính mình. Đó là phương hướng nỗ lực tu học của chúng ta. Đó mới là điều Phương Tiên Sinh đã nói, sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Đối với mọi sự, mọi lý, thế xuất thế gian rõ ràng, minh bạch. Thì vấn đề sẽ bày ngay trước mặt, dễ dàng quá giải rồi. Niệm niệm hành hành, dạy tất cả chúng sanh hướng lành lánh dữ. Cải giảng tu lai, đoạn á tu thiện, phá mê khai ngộ. Bất luận đối với tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, trong kinh này giảng được hết thảy. Công đức Như Lai là công đức tự tánh, thêm chữ nhất thiết thì ý nghĩa này rất sâu. Chữ nhất thiết này cách giảng thế nào? Nhất thiết là nói Như Lai quá khứ, Như Lai hiện tại, Như Lai vị lai, Như Lai cõi này, Như Lai phương khác. Mấy câu nói của tôi các vị phải hiểu được thì các vị mới thấy rõ. Hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm đều bao quát trong đó toàn bộ, một điều cũng không lậu sót. Tận hư không biến pháp giới, trong Phật Pháp Đại Thừa thường giảng, hoành biến thập phương, thủ cùng tam tỷ. Người thời nay nói là thời không, thời gian và không gian. Thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian trọn khắp mười phương đều bao quát ở trong đó toàn bộ, một điều cũng không lậu sót. Như Lai là nói về tự tánh, công đức xứng tánh. Công đức xứng tánh nói cho cạn, nói cho rõ là tùy thuận tự nhiên. Khác với nhân tạo, nếu nhân tạo là trái ngược với tự nhiên thì tai nạn đến. Nhân tạo nếu là hợp nhất với tự nhiên thì phước đức đến, không có tai nạn thì phước đức đến. Những điều nào là tự nhiên thì như khối đất của địa cầu này, phàm là chúng sanh sống trên địa cầu, tôi không nói là người, là chúng sanh,
mọi nhà cùng sở hữu. Tôi có thể đi trên đất, sói béo cọp báo cũng có thể đi trên nơi này, kiến côn trùng cũng có thể đi trên nơi này, cùng sở hữu. Nếu tôi cắt mảnh đất này, nói đó là của tôi, thì điều này không phù hợp tự nhiên, đó là do người làm. Không phù hợp tự nhiên, bạn cắt một mảnh, người ta cắt một mảnh, thì trong biên giới có xung đột, thì nảy sinh mâu thuẫn. Người giác ngộ, tôi cắt một mảnh, bạn cắt một mảnh, chúng ta mỗi bên đều giác ngộ. Mặc dù cư trú trong môi trường này, nhưng mỗi bên đều tương thông. Bạn đến chỗ tôi thì tôi hoan nghênh, tôi đến chỗ bạn, bạn cũng hoan nghênh. Không có xung đột. Đó chính là người làm phù hợp tự nhiên. Nếu đóng giữ nơi này không cho người khác vào biên giới của ta, đó là không phù hợp tự nhiên, trái ngược với tự nhiên. Hiện nay địa cầu biến thành thôn địa cầu. Mấy nhà sống trong thôn này, mỗi nhà cắt thành dòng dây của mình, mỗi bên chẳng dung nhau, thì thôn này phải tạo phản, trời nghiêng đất ngã. Nếu hiểu chúng ta là người một thôn, thì chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau, chúng ta phải hợp tác lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi tôn trọng bạn, bạn tôn trọng tôi. Tôi mặc dù có nhà, nhưng bạn đến nhà tôi thì hoan nghênh. Thật sự đi đường, không nhặt của rơi. Ban đêm nhà không đóng cửa, có thể làm được không? Có thể làm được. Thế giới này tốt đẹp biết bao. Tuy có giới hạn, nhưng không chấp trước. Đó chính là người làm tương hợp với tự nhiên, hợp nhất rồi. Nếu người làm trái ngược với tự nhiên, không thể tương hợp, thì tai nạn hiển tiền. Nói thực tại thì địa cầu ngày nay không phải cùng một thôn. Nói thực tại là một gia đình. Tất cả chúng sanh toàn thế giới là người một nhà. Người một nhà đâu thể không chiếu cố lẫn nhau. Người một nhà còn có gì phân biệt? Người một nhà còn đánh nhau gì? Lúc tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần. Tôi hiện giờ đã hoàn toàn thoái cư rồi. Điều gì tôi cũng không để tâm, tôi cũng không sợ chết. Tôi nói lời thật lòng. Người Mỹ đánh giới hạn. Tôi nghe nói số tiền họ thống kê tốn 800 triệu. Tốn biết bao là tiền. Vấn đề có giải quyết không? Kết mối oan cừu, không thể giải quyết vấn đề. Nếu 800 triệu lúc bấy giờ giúp đỡ Nam Bắc Hàn vô điều kiện, thì vấn đề giải quyết rồi. Vì sao? Láng giềng của ta, người nhà của ta, vấn đề liền giải quyết ngay. Nhân dân cả nước Hàn Quốc cảm ơn đội đức với nước Mỹ. Đó là chân chánh giải quyết vấn đề. Chiến tranh không thể giải quyết vấn đề. Chiến tranh Việt Nam đánh hơn 20 năm, nghe nói còn tốn hơn chiến tranh Đại Hàn gấp 10 lần, 8 tỷ đô la. Cũng kết oan cừu,
không thể giải quyết vấn đề. 8 tỷ đô la này nếu là viện trợ Nam Bắc Việt, viện trợ các tiểu quốc Đông Nam Á, thì Mỹ là lãnh tụ thật sự trên thế giới. Nước Mỹ là ân nhân của con người toàn thế giới. Người nào nói không cảm ơn đội đức nước Mỹ? Nhân dân nước Mỹ đi du lịch đến bất cứ nơi nào nhất định cũng được đãi ngộ tôn trọng nhất, đãi ngộ cao nhất. Chắc chắn vậy. Bạn tu ơn huệ bố thí, cho nên tôi thường nói nước Mỹ không cần làm cảnh sát, cần làm ông già Noel. Cảnh sát rất oai vũ, các bạn nhỏ nhìn thấy cảnh sát đều rụt rè tránh né, sợ bạn nhưng không phục bạn. Ông già Noel đến, các bạn trẻ nấp trong nhà vội nhào ra để gần gũi với ông già Noel. Ngạn ngữ Trung Hoa nói hay lắm: oan gia nên giải, không nên kết. Lãnh đạo nhân dân trên thế giới phải giúp đỡ họ hóa giải vấn đề, phải giúp đỡ họ giải quyết khó khăn. Đó là hành nhân chánh mà cổ thánh Tiên Dương Trung Hoa nói. Một lãnh tụ đại quốc thế giới khởi tâm động niệm nhất định là phù hợp với lợi ích của toàn nhân loại, toàn thế giới. Không thể nói phù hợp với lợi ích của nước Mỹ tôi. Ấy là bạn đối lập với toàn thế giới rồi. Bạn không phải người lãnh đạo thế giới thì bạn có thể nói như vậy. Nếu bạn là người lãnh đạo thế giới thì bạn không thể có cách nói như vậy. Phải an định hòa bình cho nhân dân toàn thế giới, cho nhân dân toàn thế giới phồn vinh hạnh phúc. Đó là Thánh Dương mà người Trung Hoa nói. Thật sự xứng đáng là đại đế. Lời dạy Thánh Hiền đó là công đức Như Lai, công đức của tất cả Như Lai. Mời xem câu thứ 9. Phổ Nhãn hiện kiến chủ sơn thần đắc lệnh nhất thiết chúng sanh nại chỉ ư mộng trung tăng trưởng thiện căn giải thoát môn. Chúng ta phải đặc biệt xem trọng mộng trung tăng trưởng thiện căn của Ngài. Điều này rất bất khả tư nghị. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải bảo chúng ta, lời Ngài nói rất hay: nhược thủy nhược ngũ, giai lệnh văn pháp tiến hành, tư di Phật nghiệp. Câu nói này chúng ta làm trọn thế nào? Với một người tu hành niệm Phật chân chánh thì công phu phải nói là tinh tấn, là ngày đêm không thể gián đoạn. Lão Tử nói hay lắm: đạo giả giả bất khả tu du ly. Tu du là thời gian cực ngắn, thời gian cực ngắn. Nếu bạn lìa khỏi đạo thì bạn mê rồi, bạn sai rồi. Ngày đêm không lìa,
người có công phu tu hành chân chánh, trong giấc mộng cũng đang niệm Phật, trong mộng cũng đang đọc kinh. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Bây giờ chúng ta làm không được. Tại sao? Vì thể lực của chúng ta làm không được. Cứ sao làm không được? Nghiệp chướng quá nặng, tập khí phiền não gây nên nghiệp chướng. Chúng ta biết thiên nhân sắc giới không ngủ, thiên nhân dục giới có. Vì sao? Vì dục, dục là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Thiên nhân dục giới có thủy miên, nhưng tầng trời ấy càng cao lên thì thời gian họ thủy miên càng ngắn. Đến trời sắc giới thì đoạn dục rồi. Năm thứ này họ không có luôn. Tài sắc danh thực thùy họ đều không có, cũng không cần ăn gì hết. Thân thể họ tốt, dưỡng phần đến từ đâu? Không cần ăn uống. Chúng ta ngày nay nói dinh dưỡng của chúng ta phải lấy được từ trong ăn uống. Họ nuôi thân thể bằng thứ gì? Thiền duyệt di thực. Hai chuyện này, một thứ là thiền, một thứ là duyệt. Thiền là gì? Định. Tâm thanh tịnh, thanh tịnh đến cực điểm. Duyệt là gì? Hoan hỷ. Trong kinh Đại Thừa thường nói, thường sanh hoan hỷ tâm. Khổng lão phu tử giảng bất dị duyệt hồ, dinh dưỡng này tốt lắm. Ngạn ngữ người thế gian cũng nói người gặp chuyện vui tinh thần đã. Khi người gặp vui sướng thì tinh thần được nâng lên. Cho nên thiền duyệt di thực có đạo lý, họ không cần ăn uống. Từ trong thiền duyệt lấy được dinh dưỡng phong phú. Dinh dưỡng này nếu nói theo lời của khoa học ngày nay là hấp thụ năng lượng của đại tự nhiên. Họ không cần hấp thu từ việc ăn uống. Họ có phương pháp hấp thu năng lượng từ không trung đại tự nhiên. Điều ấy nói theo khoa học thì thông, không phải là không thông. Thiên nhân sắc giới trở lên thì không cần thiết. Họ không cần ngủ. Chúng ta thì không được. Nghiệp chướng quá nặng. Cách tu của chúng ta thế nào? Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy một phương pháp thực dụng cho chúng ta. Lão Hòa Thượng dạy người niệm Phật, nhất tâm nhất ý niệm đi. Niệm mở thì bạn nghỉ ngơi, đừng miễn cưỡng. Nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp. Đối với thân tâm của bạn mảy may áp lực đều không có. Trước đây tôi ở Mỹ áp dụng phương pháp này. Tôi chia các niệm Phật đường làm ba khu vực. Khu vực để đặt tượng Phật vào, tức là khu vực bái Phật. Bên ngoài khu vực này là
khu vực nhiễu Phật, vách tường sát hai bên là khu vực chỉ tịnh. Bạn mệt muốn ngồi ở đó nghỉ ngơi, bạn có thể đã tọa bên ấy. Ba khu vực thấy đều là tự do, không ai quản lý cả. Phật đường niệm Phật này 24 giờ không gian dở, bạn có thể vào tùy lúc, có thể đi ra tùy lúc. Vì công việc thông thường ở Mỹ đều rất bận rộn, không thể định thời gian cho họ. Định thời gian là họ có áp lực. Khi nào họ rảnh thì khi đó đi đến niệm Phật đường. Vào niệm Phật đường chắc chắn ngừng nói, không nói chuyện, không khai báo tên. Bạn thích nhiễu Phật thì bạn đi với đội ngũ nhiễu Phật. Bạn thích bái Phật thì bạn đến trước tượng Phật lễ bái. Bạn thích chỉ tịnh thì đến mặt tường sát hai bên nhìn vách. Nhìn mặt vào vách làm gì? Người nhiễu Phật sẽ không quấy rầy bạn. Nếu hướng mặt ra ngoài, người nhiễu Phật đi trước mặt bạn, bạn sẽ không yên tĩnh. Đối mặt nhìn vách thì người nhiễu Phật ở sau lưng bạn. Phương pháp này tốt lắm. Rất nhiều đạo tràng ở Mỹ, tôi giới thiệu phương pháp này cho mọi người, đã được đại chúng hoan nghênh. Chúng ta ngày nay có thể dùng phương pháp này để thực hành. Điều này trong kinh giảng nói thực tại, chúng ta không tài nào khắc phục nghiệp chướng này. Tinh tấn không lười như vậy, đó là đang học Phật chân chánh, đang làm chuyện của Phật chân chánh. Nhưng câu chuyện trong kinh kể rất nhiều. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải dẫn kinh cứ điển nói với chúng ta. Trong kinh Đại Anh Lạc dẫn giảng: quá khứ có Phật, Phật này nói pháp rất kỳ lạ, Phật này giảng kinh thuyết pháp để mọi người ngủ trước. Phật thuyết pháp thế nào? Phật thuyết pháp cho họ trong mộng. Lệnh tăng thiện căn, khi tỉnh dậy thì họ đắc quả. Chúng ta không gặp tôn Phật này. Chúng ta gặp tôn Phật này, có lẽ Ngài dạy bạn sẽ kêu bạn ngủ trước thì đại giác, thuyết pháp cho bạn trong mộng, bạn sẽ khai ngộ, bạn sẽ chứng quả. Kinh Niết Bàn cũng có câu chuyện tương tự vậy. Kinh Niết Bàn nói: kỳ nhân mộng trung kiến La Sát tượng, trong mộng thấy La Sát, đó cũng là biểu dạng pháp giai mộng. Đại mộng chi già, tất hữu đại giác chi minh. Ý nghĩa này cũng hết sức hay. Đó là giấc ngủ thông suốt thật sự. Chúng ta nói chung là thật sự biết ngủ. Ngủ đều là dụng công. Đáng tiếc là người thế gian của chúng ta sau khi vào đêm ngủ mê chẳng giác, thế thì không có cách gì. Trong mộng người ta vẫn làm Phật sự. Trong sử đã ghi chép lại nguyên văn câu nói này của kinh Niết Bàn.
Trong câu văn này nói, các vị có thể tự xem chú giải. Ý nghĩa là nói, người ấy nằm ngủ tác mộng, mộng thấy la sát. La sát là ác quỷ. Ác quỷ ấy bảo họ, nếu ngươi không phát bồ đề tâm thì ta sẽ đoạt mạng của ngươi, đòi mạng của ngươi. Người ấy sợ hãi bị ép phải phát bồ đề tâm thực sự. Chúng tôi nói chuyện này nghĩ rằng thật có chuyện như thế, đã xảy ra ở San Francisco, Hoa Kỳ. Cư sĩ Cam Quý Tuệ, tuổi tác không lớn lắm, bà không phải nằm mộng. Ngôi nhà bà đang ở là nhà ma. Mỗi ngày về đêm, cứ đến 12 giờ là ma xuất hiện. Bà nói với tôi, khi ma đến có mùi thối lạ vô cùng. Trước giờ chưa hề ngửi thấy mùi thối này. Mùi đó ngửi thấy trước rồi ma xuất hiện, đến trước mặt bà đòi mạng bà ấy. Trong đời quá khứ là oan gia đối đầu của bà, nhất định đòi giết bà, ép bà phải nhất tâm nhất ý niệm A-di-đà Phật. Tiếng niệm A-di-đà Phật rất lớn. Con ma ấy cách bà chỉ có 3 thước tay thôi, nhưng không dám lại gần. Nếu Phật hiệu ngừng lại thì ma đến gần ngay. Khi tiếng niệm lớn thì ma cách xa ra một chút. Niệm đến khi trời sáng thì ma đi mất. Ma ép bà niệm Phật, đến đêm bà không thể ngủ. Mỗi đêm đều là như thế. Có rất nhiều người khuyên bà, bà mau dọn nhà đi, đừng ở đây nữa. Nhưng không, bà nói rất hay, ma này là tăng thượng viên của tôi, ép tôi phải nhất tâm nhất ý chăm chỉ niệm Phật. Đó cũng là rất dũng cảm, rất xuất sắc đấy. Nếu là người thông thường, đừng nói là vậy, dọa đến chết mất thôi. Đó là sự thật, không phải giả đâu. Cư sĩ Cam Quý Tuệ nghe nói mấy năm trước đã từ việc rồi đi xuất gia. Bây giờ ở nơi nào thì tôi không biết. Tôi quen bà hồi năm mà bà tốt nghiệp trường cao trung. Bà tham gia Từ Quan Đại Chuyên Phật Học giảng tòa ở Đài Trung. Tôi quen bà ở trong giảng tòa. Năm ấy bà đậu đại học. Cho nên bà có một chút căn cơ đối với Phật Pháp, cũng có thể giảng kinh. Tâm địa vô cùng thuần hậu. Hồi ấy bà ở cùng với mẹ ruột. Mẹ của bà vẫn ở San Francisco. Anh chị em đều đang ở Mỹ. Điều đó không phải là trong mộng. Khi ấy bà đang tỉnh táo. Cho nên chúng tôi thấy được một vị Phổ Nhãn Hiện Kiến Chủ Sơn Thần. Phương pháp của bà là một phương pháp rất đặc thù. Phương pháp cách làm khác nhau, nhưng phương hướng mục tiêu là một, đều là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh tăng trưởng thiện căn. Bà
giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh quay đầu là bờ. Người ở đó gặp phải điều này mới phản tỉnh nghiêm túc, mới biết kiểm thảo lỗi lầm của mình, thật sự sám hối sửa lỗi. Tiền đồ mới có một dải ánh sáng. Đó là điều chúng ta phải nên cảnh giác, phải học tập. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.